Vâng, xin kính chào các bác, nhạc cụ Dư Tứ âm thanh thứ 6. Hôm nay xin giới thiệu tất cả quý vị, các chị cũng như các bác một lô B3 model X8i mới về. Em về đợt này là khoảng gần 20 đô. Đây là địa chỉ của em, 185 Trương Mỹ, của em Đông Thoại. Trong này clip trước em đã nói rồi, đã có đăng lên trên YouTube rất là chi tiết ruột gan của em nó, bát 20 một tép giấy, lời rất tốt, củ bát 20 nhưng mà củ rất gấu, âm thanh sạch sẽ.